Chào các em. Chào mừng các em tham gia tiết học Giáo dục công dân 6 tuần 1 học kỳ 2. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 7 ứng phó với tình huống nguy hiểm. Về cấu trúc của bài học thì cũng như những bài học trước, chúng ta sẽ có 4 nội dung cần tìm hiểu. Đầu tiên là khởi động, khám phá, luyện tập và cuối cùng là vận dụng. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu trong thời gian 4 tiết các em nhé. Trong phạm vi tiết học, chúng ta sẽ tìm hiểu phần khởi động và một la mã thế nào là tình huống nguy hiểm. Chúng ta cùng tìm hiểu phần một la mã khởi động. Các em cùng quan sát trên màn hình. Đi xa mẹ có dặn dò, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua. Qua câu ca dao, theo các em, người mẹ muốn khuyên dạy điều gì đối với con của mình? Các em chú ý những từ mà cô đã gạch chân và chuyển màu vàng nhé. Sông sâu, đò đầy. Đây chính là những tình huống nguy hiểm. Ở đây, người mẹ muốn nhắn nhủ, muốn khuyên con mình là hãy cẩn trọng trước những tình huống nguy hiểm đấy các em. Vậy thì trong cuộc sống, chúng ta cũng sẽ đối mặt với rất nhiều những tình huống nguy hiểm. Điều quan trọng là chúng ta sẽ ứng phó với nó như thế nào. Để tìm hiểu kỹ hơn, chúng ta sẽ tiếp tục vào phần tiếp theo của bài học hôm nay các em nhé. Chúng ta qua phần 2 la mã hoạt động khám phá. Các em cùng theo dõi một đoạn phim ngắn sau và nhận thức những tình huống nguy hiểm trong tình huống nhé. Chào các bạn, mình tên là Nhân. Mình đạp xe mang bánh đến thăm bà ngoại. Mẹ dặn mình nhớ đi đường lớn cho dễ đi. Nhưng đường lớn thì xa lắm, nên mình chọn đường tắt đi cho nhanh. Ôi, đoạn đường này vắng vẻ quá. Có một chú đang đi sau mình. Sao chú ấy cứ theo mình mãi thế? Mình bắt đầu thấy lo sợ. Cũng may có bác Tâm đi tới. Mình vừa đi vừa nói chuyện với bác. Thế là cũng đã đến nhà bà ngoại. Ở nhà bà, chị Hiền rủ mình đi chơi. Mình thích lắm. Thế là hai chị em hồ hởi chạy đi chơi. Chị kể có một lần chị đang trên đường chạy sang nhà bà chơi thì thấy một bạn đang chơi với dưới ao. Chị hốt hoảng định nhảy xuống cứu, nhưng nhớ ra mình không biết bơi. Thế là chị la toáng lên: đuối nước kìa. Cũng may chú Tuấn ở gần đấy nghe thấy và kịp xuống cứu bạn ấy lên. Còn mình thì kể cho chị ấy nghe. Hôm trước đang học về vì nhận nhiệm vụ khóa cửa lớp nên mình ra sau. Ra đến cổng mình thấy bạn Nam đang bị mấy bạn tập trung trêu ghẹo. Tội nghiệp bạn ấy quá, mình liền nhờ chú bảo vệ ra can thiệp giúp. Thế là mấy bạn kia tản ra, không chơi bạn Nam nữa.
Hai chị em vừa chơi vừa kể chuyện cho nhau nghe. Cơn mưa kéo đến lúc nào không hay, sấm sét đùng đùng. Chị Bảo ngồi dưới gốc cây cho đỡ mưa nhưng mình rất sợ. Thế là có một chú chạy ngang qua. Chú ấy bảo chúng mình không được trú dưới gốc cây mà phải tìm nơi trú an toàn. Các em hãy phát hiện những tình huống nguy hiểm được bạn Nhân nhắc đến trong đoạn video trên. Chúng ta sẽ ghi đáp án của mình ra giấy nháp các em nhé. Chúng ta thấy rằng có những tình huống nguy hiểm đó là bị theo dõi và có khả năng sẽ bị bắt cóc, bị đuối nước, bị bắt nạt, bị sét đánh. Ngoài những tình huống mà chúng ta mới phát hiện ở trên, thì các em hãy kể thêm những tình huống có thể xảy ra xung quanh em và hậu quả của nó. Chúng ta tiếp tục ghi ra giấy nháp các em nhé. Các em cùng quan sát trên màn hình để thấy được những tình huống nguy hiểm mà chúng ta có thể gặp phải. Những tình huống nguy hiểm này có thể đến từ yếu tố khách quan, đó là những yếu tố về thiên nhiên như là sấm sét, lũ lụt, cây đổ, hỏa hoạn. Và cũng có thể là đến từ những yếu tố chủ quan, tức là những yếu tố xuất phát từ bản thân con người chúng ta. Tuy nhiên, cho dù đó là yếu tố chủ quan hay là yếu tố khách quan thì nó đều để lại những hậu quả về mặt tinh thần cũng như về mặt thể chất đối với mỗi người chúng ta, đúng không các em? Vậy thì theo các em hiểu, tình huống nguy hiểm là tình huống như thế nào? Để dễ hình dung thì mời các em cùng quan sát sơ đồ sau. Chúng ta sẽ có thời gian 30 giây để quan sát và đưa ra được khái niệm đúng nhất nha các em. Cô tin là các em đều đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không nào? Vậy thì các em cùng theo dõi đáp án của cô xem có trùng khớp với câu trả lời của mình không nhé. Tình huống nguy hiểm là những tình huống có thể gây ra những tổn hại về thể chất, tinh thần cho con người và xã hội. Tiết học đến đây là kết thúc. Các em hãy lấy tập vở và ghi nội dung vào nhé. Phần hướng dẫn ở nhà.
Các em sẽ học thuộc phần 2 La Mã khám phá, mục nhỏ, khái niệm. Xem trước nội dung tiếp theo của bài số 7. Cảm ơn các em đã lắng nghe.